Đã nhiều ngày trôi qua, báo chí truyền thông thế giới vẫn đang rần rần vì Hương Giang của chúng ta. Tháng 3 năm 2018, Hương Giang đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế tổ chức tại Thái Lan. Chiến thắng này của cô ghi được dấu ấn quan trọng và sự chú ý mạnh mẽ với truyền thông thế giới. Có thể nói Hương Giang may mắn là một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ lúc bắt đầu đi thi cho đến khi đăng quang. Việc giành được phương miện cao quý cũng giúp Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý, được truyền thông quốc tế săn đón. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng dường như dư âm vẫn chưa hạ nhiệt. Mới đây nhất, chuyên trang giải trí nổi tiếng của nước ngoài đã đăng một bài viết về việc cô là hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm nay, đồng thời dành lời chúc mừng cho chiến thắng này. Ngay lập tức, rất nhiều bình luận khen ngợi cô ở dưới bài viết, và đặc biệt rất nhiều cô nàng bày tỏ sự ghen tị với nét xinh đẹp và hình thể hoàn hảo của Hương Giang. Chúc mừng Nguyễn Hương Giang, wow, xin chúc mừng, thật xinh đẹp. Đẹp hơn tôi nhiều mà tôi là con gái đấy nhé. Trước đó một tờ báo Đài Loan cũng đưa tin ca ngợi vẻ đẹp của Hương Giang, đồng thời dành lời khen ngợi khi cô không chỉ là một người đẹp chuyển giới đáng yêu mà còn là một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Bên cạnh đó, trang này còn đăng tải việc kỳ vọng Hương Giang sẽ hoàn thành thật xuất sắc trách nhiệm của mình khi đại diện cho cả một cộng đồng LGBT nói lên tiếng nói của mình. Nhiều trang tin chúc mừng chiến thắng của Hương Giang. Kim Lý từ chối cởi trần trước bạn diễn nữ, không thể nhịn cười khi biết lý do. Kim Lý từ chối khéo cởi áo chụp ảnh cùng siêu mẫu Minh Triều khi nói ra lý do khiến nhiều người trong hậu trường ngạc nhiên. Mới đây, Kim Lý vừa tham gia một buổi chụp hình cùng siêu mẫu Minh Triều. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ những người có mặt tại hậu trường, thái độ của nam diễn viên dành cho ekip và bạn diễn khiến không ít người bất ngờ xen lẫn kinh ngạc. Trong khi Minh Triều mặc sexy, khoe hình vòng eo và xăm gợi cảm, Kim Lý lại mặc kín và không chịu cởi trần. Khi được yêu cầu cởi áo khoe ngực và tạo dáng cùng siêu mẫu Minh Triều, Kim Lý đã thẳng thừng từ chối, anh giải thích: xin lỗi, tôi đã có bạn gái nên không thể cởi đồ thân mật với những cô gái khác. Về phía Minh Triều, khi được hỏi liệu cô có buồn lòng hay khó chịu vì bị Kim Lý từ chối, cô vẫn vui vẻ cho biết: tôi không giận mà ngược lại cảm thấy thán phục cho cách cư xử tế nhị và hiểu biết của anh Kim. Trước đây, trong các bộ ảnh của mình, Kim Lý luôn tự tin khoe cơ bắp rắn chắc, chuẩn 6 múi, khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Để có được thân hình hoàn mỹ như thế này, có lẽ Kim Lý đã phải tập gym từ rất lâu và có chế độ ăn uống lành mạnh. Kim Lý luôn khoe trên trang cá nhân hình ảnh đi tập luyện gym của mình. Có lẽ chuyện tình cảm của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà gây chú ý rất nhiều trước công chúng. Sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ, cả hai liên tục lộ hình ảnh thân mật, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Dù chưa một lần thừa nhận, nhưng loạt ảnh đi du lịch hôn má xưng hôn thân mật đón Tết cùng nhau đã nói lên tất cả. Tôi đang yêu một người và tôi hạnh phúc bày tỏ điều đó trước công chúng. Khi ở bên họ, tôi luôn hành xử một cách trân trọng nhất và sẽ không bao giờ làm những điều tệ hại với người mình yêu, Kim Lý bày tỏ trong lần chia sẻ mới đây. Hồ Ngọc Hà rất hạnh phúc khi được bạn trai kỹ tính như vậy. Từ ngày công khai với Hồ Ngọc Hà, anh không còn né tránh báo chí như xưa. Cả hai cũng thoải mái cầm tay nhau, dù xung quanh có rất nhiều ống kính máy ảnh trong một sự kiện 4 tháng 3 vừa qua. Sự ga lăng chu đáo của nam diễn viên còn được thể hiện qua việc chăm sóc bé Subel. Bạn trai Hòa Minzy lần đầu công khai quan hệ, khoe quà được tặng hàng chục triệu đồng. Đây là lần đầu tiên bạn trai của nữ ca sĩ công khai nhắc tới mối quan hệ của cặp đôi. Trên trang cá nhân, chàng trai được cho là người yêu tin đồn của Hòa Minzy vừa đăng tải dòng trạng thái công khai mối quan hệ của cặp đôi. Thậm chí anh chàng này còn gọi nữ ca sĩ với danh xưng là vợ và tag cô vào bài đăng trên Facebook của mình. Người hâm mộ đang vô cùng xôn xao vì đây là lần đầu tiên anh chàng công khai nhắc tới Hòa Minzy trên mạng xã hội. Người yêu tin đồn công khai nhắc tới Hòa Minzy trên trang cá nhân. Anh chàng viết: nào giờ có thói quen chỉ khoe đồ mẹ tặng. Nay em khoe luôn đồ vợ tặng, chắc là buồn cho sự nhớ nhung da diết của mình đây mà. Thank you so much my darling. Tạm dịch: cảm ơn rất nhiều người yêu của tôi. Sau nhiều nghi vấn của khán giả thì bài đăng của người yêu tin đồn Hòa Minzy phần nào khẳng định mối quan hệ của cặp đôi là thật. Phía dưới bài đăng, Hòa Minzy cũng để lại dòng bình luận vô cùng tình cảm cho người yêu.
Em bé ở nhà cũng đừng khóc nữa nha, Hòa sẽ về sớm thôi. Trước đó anh chàng từng bị cư dân mạng mang ra mổ xẻ với nghi vấn hẹn hò nữ ca sĩ. Hòa Minzy ngày càng xinh đẹp, người hâm mộ đang rất mong chờ vào các sản phẩm của cô trong năm nay. Nữ ca sĩ nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả bởi độ dễ thương và hài hước. Mai Hồ lấy chồng Việt Kiều, nhìn dàn xính lễ mang đến trước dâu mà sốc, quá hoành tráng. Nhà chồng của Mai Hồ mang xính lễ đến mà ai cũng phải choáng váng. Vốn rất khá kính tiếng trong chuyện tình cảm, thế nhưng công chúng ai cũng phải ngỡ ngàng khi biết Mai Hồ đã lên xe hoa với bạn trai Việt Kiều tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 2. Sau đó Mai Hồ theo chồng sang đất định cư, hình ảnh hôn lễ của Mai Hồ chỉ được tung ra rất ít vì vốn được tổ chức trong bí mật. Sau gần 20 ngày cưới, Mai Hồ mới chia sẻ loạt ảnh lung linh trong đám cưới của mình với sự có mặt của người thân, bạn bè thân thiết. Sau gần 20 ngày, Mai Hồ mới dám khoe loạt hình lung linh, sang chảnh của đám hội cũng như hôn trường lễ kết hôn. Mai Hồ chọn màu trắng là chủ đạo, phong cách nhẹ nhàng thanh lịch, nhưng nhìn tráp đồ nhà trai chuẩn bị thì ai cũng phải thầm khen quá xa hoa. Dàn tráp khủng đầy ắp đồ hỏi cưới, đặc biệt còn trang trí cả sô-cô-la đắt tiền bên ngoài. Chỉ cần nhìn số cưới cũng đủ biết gia đình chồng Mai Hồ giàu có cỡ nào. Không chỉ có đồ cưới nhiều, Mai Hồ còn được tặng vòng vàng từ mẹ chồng. Cô dâu chú rể hạnh phúc vì sau khoảng thời gian hẹn hò đã có thể nên duyên vợ chồng. Vợ chồng Mai Hồ và gia đình. Khách mời đám cưới còn có cả Diệu Nhi, nữ diễn viên Mai Thu Huyền. Không gian tiệc cưới đắt tiền của lễ kết hôn Mai Hồ và bạn trai Nam Bùi. Cười vỡ bụng với clip Harry Won và dàn sao Việt lầy lộ chơi tam sao thức bản. Sự xuất hiện của Harry Won trong vai trò khách mời cùng dàn sao trong đó có ông xã Trấn Thành mang lại tiếng cười thoải mái cho khán giả truyền hình khi chơi tam sao thất bản phiên bản sao Việt. Mới đây, đoạn clip ngắn về Harry Won chơi cùng dàn sao Việt trong chương trình tam sao thất bản phiên bản sao Việt khiến nhiều người không khỏi bật cười. Với chất giọng không rõ ràng, truyền qua giọng nói của Harry Won khiến nhiều người phải bật cười vì cô truyền tải câu nói không đúng cũng như không có nghĩa. Chính ông xã Trấn Thành chia sẻ vui, nếu thi tam sao thất bản mà truyền qua con người nước ngoài này thì chịu thua. Câu nói lầy lội của Trấn Thành khiến MC Hồng Vân cũng bật cười. Tham gia trò chơi có sự góp mặt của loạt sao Việt như Trấn Thành, Harry Won, Ninh Dương Lai Ngọc, Gia Gia Trương Nhi, Khương Ngọc, Đại Nghĩa, Dương Lâm Hộ Tính. Riêng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là người quản trò và đưa ra các gợi ý cho các nghệ sĩ. Khi danh hài Hồng Vân đưa đề bài cho Khương Ngọc, năm con chó dẹp âu lo, hai đội phải vượt thử thách bằng việc đeo tai phone có nhạc lớn, ngồi trên những quả bóng lơ lửng và tìm cách truyền chính xác một thông điệp cho nhau. Sau đó với việc Ninh Dương Lan Ngọc góp phần, khiến câu chúc từ trưởng thôn Hồng Vân lạc trôi sang một nghĩa hoàn toàn khác, Trấn Thành đã quyết định đưa bà xã Harry Won lên vị trí đầu tiên. Trấn Thành nhận được câu nói Harry Won cũng bất thần. Trấn Thành không ngờ rằng hành động này cuối cùng đã khiến anh phải cúi mặt cúi đầu xin lỗi cả khán giả lẫn đồng đội. Lý do chính là sau khi kết thúc vòng truyền tin với đáp án quá sai trái, mọi người mới phát hiện ra ngay từ đầu Harry Won đã đọc sai câu chúc trong tay Hồng Vân. Bà xã Trấn Thành thậm chí còn thừa nhận mình không còn nhớ đã truyền câu gì, khiến cả đội càng thêm phen té ngửa. Phản ứng của Harry Won khi khán giả cứ gọi Trấn Thành là Tiến Đạt, nữ ca sĩ đã quyết định lên tiếng về sự cố gây ảnh hưởng đến những người trong cuộc như thế này. Trấn Thành Harry Won là cặp vợ chồng thu hút sự chú ý của dư luận trong showbiz Việt từ lúc yêu nhau cho đến kết hôn. Từ khi công khai tình cảm, cả hai nhận phải nhiều gạch đá từ dư luận, nhưng họ vẫn bất chấp để tiến đến hôn nhân. Sau hơn một năm kết hôn, vợ chồng Trấn Thành đã có một hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Tuy nhiên, dù cả hai đã là vợ chồng của nhau, nhưng câu chuyện của Harry Won với tình cũ Tiến Đạt vẫn bị mọi người nhắc đến trên các diễn đàn. Thậm chí, họ còn có thể lộn cả danh tính, nhiều lần gọi Trấn Thành là Tiến Đạt. Sự việc này đã từng khiến Trấn Thành khá bức xúc và đáp trả thẳng thắn. Mới đây, khi trò chuyện với báo, Harry Won đã lên tiếng về tình tiết nhầm lẫn không mấy hay ho này. Bà xã Trấn Thành nói,
nghệ sĩ chúng tôi cũng là những người bình thường, cũng biết vui buồn, hờn giận chứ. Trong chuyện này tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà bất cứ ai cũng sẽ khó xử nếu họ cũng bị người khác cố tình chế giễu như vậy. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, tôi hy vọng những khán giả đó sẽ cẩn trọng hơn trong cách ứng xử cũng như lời ăn tiếng nói. Xin hãy là những người văn minh, nhìn mọi việc theo hướng tích cực để mọi người cùng vui vẻ, thay vì cố tình dìm hàng người khác như thế. Trước đó, khi đang hào hứng live stream với vợ, một khán giả vào bình luận, em chào anh Đạt và chị Harry. Khi ấy, nam diễn viên hài thẳng thắn bày tỏ quan điểm, nói cho bạn biết, nếu như bạn ăn nói không có văn hóa như vậy, thì mời bạn ra khỏi chỗ này, không nên vào ăn nói bậy bạ như vậy bạn nhé. Chúng ta là những người văn minh nên không ăn nói như vậy đâu bạn. Tôi nêu tên bạn lên cho mọi người biết luôn đấy, không thể làm như thế được. Trời ơi, bây giờ là năm nào rồi mà còn ăn nói như vậy, thật là hết nói nổi với bạn.